Nuôi chim yến mang lại lợi nhuận cao, nên 5 năm trở lại đây, nhiều nhà dân tại tỉnh Bạc Liêu đã xây dựng nhà nuôi yến tràn lan. Tuy nhiên, việc xây dựng nhà nuôi yến ngay trong khu dân cư đang trở thành cơn ác mộng, khi đây là tác nhân gây tiếng ồn, mất vệ sinh, gây ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống, sinh hoạt, sức khỏe của người dân xung quanh. Theo phản ánh của nhiều hộ dân sinh sống gần các nhà nuôi yến tại thành phố Bạc Liêu, âm thanh lớn từ máy phát tiếng dẫn dụ chim yến từ sáng sớm đến chiều tối khiến mọi người không thể nghỉ ngơi. Ngoài ra, việc nuôi yến theo kiểu tự phát này cũng tiềm ẩn những rủi ro về dịch bệnh, vệ sinh khiến người dân rất lo lắng. Nhiều người dân đã phản ánh với chính quyền địa phương nhưng đến nay chưa có trường hợp nào được xử lý. Được biết, theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ ngày 6 tháng 9 năm 2013, việc nuôi chim yến phải khai báo với các cơ quan chức năng ở địa phương. Tuy nhiên, hiện con số cơ sở nuôi yến ở Bạc Liêu đến đăng ký với các ngành chức năng chỉ đếm trên đầu ngón tay.